anh chồng hèn. Ông đang làm cái gì đấy hả? Tôi đang khâu quần chứ làm gì? Không nhìn thấy đây à? Ôi giời ơi, cái quần này cũng đến bước đi được rồi đấy. Rách tả tơi thế này, còn gì nữa mà tiếc. Cái quần còn tốt thế này, vứt là vứt thế nào cũng rách đũng có một tí thôi. Nhưng mà nó đã rách vá lại cả chục lần rồi. Thôi, tôi cũng đến chịu với cái tính của ông. Mà tôi nhờ ông việc này nè. Tôi đưa tiền cho ông lên huyện mua giúp tôi đôi heo giống. Tiền đâu? Đưa đây. Nhưng tí về là phải trả tôi tiền hao mòn dép đó. Được rồi, đúng là cái đồ keo bẩn. Thôi đi mau đi, không chợ tan bây giờ. Được rồi. Ông đi gì mà về nhanh thế? Là vì tôi cứ thấy lo lo. Tôi về xem bà có vứt cái quần của tôi đi không đó thôi. Trời ơi, suốt ngày quần với áo, không ai thèm động đến của ông đâu. Thôi ông mau đi cho tôi nhờ. Thế thôi. Được rồi, tôi đi nha. Lại cái gì nữa vậy? Tôi đang đi thì nhớ ra quên chưa tắt điện nhà vệ sinh. Tưởng cái gì? Thế sao ông không gọi điện cho tôi? Như thế nói tốn tiền điện thoại lắm. Đúng là keo kiệt hết chỗ nói mà. Thế ông đi về mà lại không sợ hư dép sao? Không lo, tôi xách dép đi chân đất về cho nhanh mà. Thôi, để đó tôi đi tắt cho. Ông mau đi việc tôi nhờ đi. Thế tôi đi nha. Có mỗi việc mà đi đâu lâu thế không biết. Mình ơi, tôi về rồi đây. Ông đã mua được heo cho tôi chưa? Được chứ sao không. Vậy heo đâu? Bà cứ bình tĩnh, làm gì cứ phải cuốn lên thế chứ. Xem đây, tôi đang đi được nửa đường thì mưa ướt hết cả người. May quá lại xin được cái quần này. Người ta đang định bỏ đi đó. Mình thấy tôi mặc đẹp không hả? Nhìn không khác gì quần mới ha. Nhìn cái quần như cái vẻ lao thế nên người ta vứt đi là đúng rồi. Chứ đẹp cái nỗi gì. Mà tóm lại là ông có mua được heo cho tôi không? Sao tôi không thấy đâu cả? Là sao? Đây, để tôi mang vào. Đây, đang định thả vào chuồng thì cứ nhấn cả lên. Hả? Cái gì? Heo giống gì mà lạ thế này? Lạ là lạ thế nào? Tôi đi cả chợ mới tìm mua được đấy. Đây là heo khuyến mại, giảm giá. Chỉ bằng non nửa tiền heo giống kia thôi. Tiết kiệm được hơn một nửa. Sướng quá lại còn kêu ca gì. Trời ơi, lại có cả heo khuyến mại nữa à. Tội cọc thế này thì làm sao nuôi được mà ông ham. Thế còn tiền thừa đâu. Mình cứ từ từ, đầu khắc có đó. Thôi chết rồi, tiền đâu rồi chứ. Trời, cái gì thế này? Sao túi quần lại bị thủng thế này? Ôi trời ơi, chồng ơi là chồng. Ông bỏ ngay cái tính hà tiện keo bẩn này đi nha. Có phải cái gì cũng hà tiện keo bẩn được đâu. Ông cũng thấy nó mang họa vào thân ông chưa? Còn đôi heo kia, ông nhịn ăn mà nuôi nó đi. Bông hoa trắng. Hôm nay ông đừng làm việc quá sức nha. Cháu có gói thêm cơm nắm cho ông đi đường đây ạ. Cảm ơn cháu gái út. Bông hoa trắng của ông lúc nào cháu cũng chu đáo nhất. Dạ, may quá, kiếm nguyên được cả một cây khô lớn. Cây khô rễ thế này chắc là dễ đổ lắm đây. Ai cho ngươi đến phá nhà của ta? Tha cho ta. Ta chỉ chặt bỏ cây khô thôi mà. Cây khô, nhưng nó là nhà của ta. Kẻ nào đụng đến sẽ phải chết.
tha cho ta. Người muốn gì ta cũng sẽ làm theo yêu cầu của ngươi. Được, ta cũng chỉ đợi có thế. Ta biết ngươi có những ba cô cháu gái, hãy để một cô gái làm vợ của ta. Hả? Làm vợ ngươi? Làm sao có thể như vậy được? Dù ngươi có giết ta, ta cũng không chịu đâu. Ngươi nghĩ ngươi có quyền lựa chọn giữa việc chịu và không chịu hay sao? Hoặc là một trong ba cô cháu gái của ngươi sẽ làm vợ ta, hoặc là ta sẽ đến và giết hết các cháu của ngươi. Ô quỷ ơi, ta xin ngươi hãy tha cho các cháu của ta. Xin hãy lấy cái bản già này của ta đi. Ta lấy cái bản già của ngươi làm gì cơ chứ? Ta cho ngươi thời gian là 2 ngày. Nếu như không làm theo ý ta thì ngày đó sẽ là ngày giỗ của ba ông cháu ngươi. Về nhà, ông lão buồn rầu lắm. Nhưng rồi không còn cách nào khác, ông đành đem câu chuyện kể lại với ba cô cháu gái của mình. Ông biết đây là một điều kinh khủng, ông không đành lòng, nhưng sự việc đã xảy ra như vậy. Một trong ba cháu, ai sẽ đồng ý làm vợ con quỷ? Ôi, ông đừng nói là sẽ bắt cháu đến sống với con quỷ đó nha. Cháu thà nhảy xuống nước mà chết đi còn hơn á. Không đời nào lại là cháu đâu ông ơi. Nếu ông cứ nhất quyết bắt cháu, cháu sẽ bỏ đi thật xa, xa thật luôn đó. Cháu đâu phải là người gây ra chuyện này cơ chứ. Phải rồi, đây không phải là lỗi của các cháu. Ông không nên để các cháu phải gánh chịu. Nhưng con quỷ hung ác ấy nhất định không để ông gánh chịu chuyện này một mình. Ông ơi, ông đừng lo lắng ạ. Cả đời ông đã hy sinh chăm sóc cho ba chị em cháu mà chúng cháu chưa một lần nào có thể đền đáp điều gì đó cho ông. Ông hãy để cháu đến làm vợ con quỷ đi ạ. Em sẽ làm như thế thật sao? Trời ơi, làm sao mà em có thể sống cùng một con quỷ được cơ chứ? Hai chị đừng lo lắng gì cho em hết. Chỉ cần ông và các chị vẫn bình yên thì em thấy vui lắm rồi. Trời ơi, cháu gái của ông, cháu thật là thiệt thòi quá. Ông tin lòng tốt và sự hiếu thảo của cháu, dù sớm hay muộn cũng sẽ gặp được những điều tốt đẹp. Ông ơi, ông đừng khóc nữa nha, cháu sẽ ổn thôi mà. Con thú đưa Bông Hoa Trắng đi qua bao nhiêu là thung lũng, đồi núi, sông ngòi, cánh rừng. Nàng đừng sợ, từ hôm nay nàng sẽ ở đây. Ta sẽ ngủ ở bên ngoài cửa và sẽ không làm hại gì đến nàng cả đâu. Bây giờ nàng hãy nghỉ ngơi đi. Mỗi ngày con quỷ lại mang đến cho Bông Hoa Trắng những niềm vui nho nhỏ. Dần dần cô không còn sợ hãi con quỷ với bề ngoài gớm ghiếc nữa. Từ trong sâu thẳm trái tim mình, cô nhận thấy chính mình đang yêu thương quỷ hơn. Hai người gắn bó với nhau và thật bình yên. Một thời gian sau. Hả? Xem em kìa, thật là quê mùa. Sống ở đây thì mòn mỏi có khác gì là chết đâu cơ chứ. Không sao, các chị đến để giải thoát cho em đây nè. Nào, mau lên ngựa, chúng ta cùng bỏ trốn đi thôi. Ừ, em không đi đâu. Em với quỷ dẫu sao cũng đã là vợ chồng, quỷ cũng không làm hại gì đến em hết. Hơn nữa, đây cũng là lời hứa của ông với quỷ mà. Ôi chào, hứa với hẹn làm gì. Em thật là ngu dại. Bông Hoa Trắng ơi, lòng kiêu hãnh sẽ bắt em phải chết dần ở đây, trong túp liệu bẩn thỉu này đó. Thôi, chúng ta về đi thôi chứ chẳng cần phải thương hại nó làm gì. Đi. Hai chị ở lại chơi với em đã, em còn chưa thăm được gì mà. Ở làm gì với nơi bẩn thỉu này, thật là mất công chúng ta thương hại cho em. À, quên mất cho em nhớ, sắp đến ngày cả họ nhà chúng ta tổ chức tiệc linh đình cho cụ tổ. Mà chắc em cũng chẳng đến được đâu nhỉ, buổi tiệc long trọng vậy, ai cũng ăn mặc đẹp hết cơ mà. Ông ơi, các chị ơi, phải làm thế nào đây, ta không thể không đến dự buổi lễ quan trọng này. Giờ thì nàng có thể đi được rồi. Nàng hãy về thăm ông trước, rồi ngày mai hãy đến buổi tiệc. Cảm ơn ngài. Trong bộ quần áo sáng tựa ban mai, Bông Hoa Trắng phi nhanh qua những ngọn núi cao, sông rộng. Cô ơi, cô có làm sao không? Ôi, thì ra là cô gái này, cô gái tuyệt sắc sống cùng quỷ dữ mà ta có lần đã trông thấy. Chắc em chưa biết đến ta, một hoàng tử hào hoa và bề thế nổi tiếng khắp xa gần.
Nếu như ta tặng cho em cao sang quyền quý, em có đến bên ta không? Ngươi là ai? Mau tránh xa ta ra. Ta là người đã kết hôn rồi. Ta biết em đang phải sống một cuộc đời khổ sở. Hãy giải thoát cho mình. Hãy đến bên ta đi. Ta sẽ cho em tất cả những gì mà em muốn. Các chị của em sẽ phải ghen tị với em. Thả ta ra. Thả ta ra. Có ai không? Cứu tôi với. Ai cũng khao khát được trở thành vợ một hoàng tử như ta. Tại sao nàng lại không đồng ý với ta chứ? Vì ta là cô gái đã có chồng. Và mãi mãi trong lòng ta chỉ có một người chồng đó mà thôi. Chồng ư? Ta đã thừa biết rằng chồng của nàng chỉ là một con quỷ. Thật là nực cười khi lấy một con quỷ. Ngươi không có quyền díu dãi chồng của ta. Chồng ta dù là một con quỷ nhưng vẫn luôn yêu thương và dành những điều tốt đẹp nhất cho ta. Đừng nhiều lời nữa. Nhất quyết nàng không chịu bỏ con quỷ lấy ta phải không? Đúng vậy. Không đời nào ta phản bội chồng của mình. Ngươi hãy thả ta ra đi. Nếu như không muốn nhìn thấy ta chết ở đây. Thật không ngờ trên đời này vẫn còn một người con gái có thấm lòng trung thủy, tròn sắc như vậy. Điều đó càng làm ta quý trọng nàng hơn. Nếu nàng không muốn, ta sẽ không ép buộc nàng nữa. Nàng hãy trở về nơi nàng tới đi. Sao đi tìm về mà nàng lại rầu rĩ đến như vậy? Gặp lại người thân, nàng phải vui chứ. Tôi là một kẻ làm phiền và không thể đến được buổi tiệc. Hắn đã bắt cóc tôi và hắn luôn miệng dụ dỗ tôi, trong khi tôi là một người đã kết hôn. Nàng luôn nhận mình là đã có chồng. Nàng không thấy bất hạnh khi phải sống bên cạnh ta sao? Tại sao tôi lại phải cảm thấy bất hạnh cơ chứ? Người chưa bao giờ làm hại đến tôi, lại luôn làm những điều tốt nhất cho tôi. Đó chẳng phải là một sự may mắn hay sao? Ôi! Bông hoa trắng hiền lành của ta. Đã 7 năm ta làm kiếp thú vì phạm phải lời nguyền. Chính lòng chung thủy và trái tim nhân hậu của nàng đã giúp ta thoát khỏi phép thuật ác độc kia. Từ nay em hãy ở bên ta thật hạnh phúc nha, bông hoa trắng nhỏ bé. Sao chàng không nói cho ta biết sớm hơn, để ta chia sẻ nỗi khổ cực với chàng? Chúng ta là vợ chồng cơ mà. Vì như vậy ta mới biết tâm hồn nàng đẹp như thế nào. Tâm hồn nàng đẹp như đúng cái tên mà nàng đang có. Đẹp như một bông hoa trắng. Khi bạn cho đi. Hay quá, chiều nay thầy Jack đi vắng, đang tha hồ mà thực hành thêm nữa. Hộp bánh to quá. Chào cháu bé, tối nay ở trường tổ chức tiệc nhập học cho các em học sinh khóa mới và đặt bác làm chiếc bánh kem cỡ lớn này. Dạ, thì ra là bánh kem ạ. Đích thân vợ chồng bác làm bằng kem tươi và trái cây đấy. Để xem phép có công hiệu đến đâu nè. Quá công hiệu luôn, nhìn khúc gỗ tròn quá đẹp. Sao mãi mà không thấy cây nấm hương nào thế nhỉ? Buồn quá. Hôm nay là sinh nhật mẹ. Chị em mình định nấu món súp nấm mà mẹ yêu thích. Mà giờ chẳng tìm được nấm. Phải treo hai chị em kia một chút cho vui. Các bạn ơi, nấm hương ở bên này cơ mà. Nhiều lắm. Ôi, đúng rồi. Bao nhiêu nấm kìa. Chị em mình cứ mãi nhìn bên này không thấy. Cảm ơn bạn nhé. Thích quá. Tuyệt quá chị ơi. Vậy là chúng ta có thể nấu súp cho mẹ rồi. Cái trò biến hình này hay quá là hay luôn. Tiếc là không được chơi nữa. Phải về trường trước khi thầy Zach đi công chuyện về. Ông cụ đang câu cá mà lại bỏ đi đâu vậy? Xem nào, biến hai con cá này thành gì nhỉ? Thành hai cục đá đi. Chắc ông cụ sẽ phải tức điên lên cho mà xem. Con đang làm gì ở đây, Jin? Con... Giờ học mà con lại trốn trường lang thang ra tận đây. Mà ta đã nói, các con ra ngoài không được mang theo đũa phép thuật cơ mà. Con giấu giếm gì hả? Con đang dùng phép biến hình. Sáng nay học giờ lý luận của cô Rose quá chán, nên con dở quyển phép thuật ra coi. Thấy phép biến hình hay quá
nên con tự mày mò. Cái con bé nghịch ngợm này, phép đó không phải cho con học tùy tiện thế nào cũng được đâu. Thế rốt cuộc con đang định làm gì với sô cá kia? Đó là sô cá của một ông cụ. Con đang định biến hai con cá ấy thành hai cục đá. Ông ấy sẽ tức điên lên cho mà xem. Sao con không làm điều ngược lại? Là khiến cho ông cụ vui sướng. Giờ đã là chiều xế, dạo này sông khan cá, ông cụ câu cả ngày mà chỉ được hai con rô bé xíu kia. Con xem này, hãy chứng kiến niềm vui của ông cụ nhé. Ôi, kỳ diệu quá, con cá chuối to quá. Đúng là ông trời đã thương ta. Có con cá to này về nấu súp cho bà lão ở nhà ăn rồi. Bà ấy đang ốm, mà ăn súp cá thì sẽ khỏe lên nhiều đây. Món súp cá của ông cũng rất ngon. Bà ăn nhiều vào cho mau khỏe nha. Thầy ơi, nhìn ông bà lão vui như thế, con cũng thấy vui lây. Niềm vui lan tỏa mà, cho đi niềm vui, con sẽ nhận được lại nó. Thầy ơi, thật ra chiều nay con đã gây ra nhiều chuyện rắc rối với phép biến hình lắm, thầy giúp con với. Bạn ta đây rồi, đúng là con bé nghịch ngợm này rồi. Con làm gì với chiếc bánh kem người giao bánh mang đến mà nó biến thành khúc gỗ? Lúc đi vào trường, bác ấy nói gặp một cô bé tinh nghịch là ta nghĩ ngay đến con rồi. Bây giờ trường tổ chức tiệc, mở hộp bánh ra, thật bé mặt, còn bao nhiêu phụ huynh học sinh nữa chứ? Con... Bạn chỉ chúng tôi những cây nấm kiểu gì vậy? Mà khi chúng tôi nấu súp cho mẹ, thì thấy lỗn ngỗn toàn lá cây khô thôi à. Bạn thật ác quá đấy. Tớ là do tớ đã biến lá khô thành nấm. Jin đã dùng phép biến hình mà không suy nghĩ trước sau, nên mới gây ra phiền toái cho mọi người thế này. Về phần nấm hương, các cháu hãy qua nhà ta lấy nhé, ta dự trữ được một ít. Cô đừng lo, bây giờ tổ chức tiệc vẫn kịp, phép biến hình chỉ có tác dụng trong nửa ngày thôi, bánh kem sẽ trở lại là bánh kem. Con còn chưa xin lỗi mọi người đi à? Đã thấy thói nghịch ngợm của mình gây ra bao nhiêu phiền toái cho người khác chưa? Con sẽ bị phạt nặng đấy. Con biết lỗi rồi ạ. Con xin lỗi cô, tớ xin lỗi các bạn. Đúng là một ngày xui xẻo mà. Thầy ơi, thầy đừng phạt con nặng quá. Con hiểu ra rồi, gây rắc rối và buồn phiền cho người khác thì mình cũng chả vui chút nào. Khi có cơ hội, nhất định con sẽ chuộc lỗi với hai chị em cô bé ấy, mang lại cho họ niềm vui như hôm nay thầy mang tới cho ông lão câu cá vậy. Giờ con sẽ về trường thật nhanh để giúp các cô chuẩn bị tiệc chúc mừng các em khoa mới. Con hãy luôn ghi nhớ đấy, nếu được cho đi, hãy chọn niềm vui để mang đến cho mọi người. Và từ nay, chớ có nghịch ngợm và dùng phép bừa bãi như vậy nữa. Dạ, con xin vâng lời thầy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.